Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày nhâm tuất hàng Ất Mùi, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo, các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư mệnh, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc câu Trận, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại hải thủy, ngày nhâm tuất tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hùng. Vài nạp âm, đại hải thủy, kỵ tuổi, bính thìn, giáp thìn ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày tuất lục hợp với mão tam hợp với dần và ngọ thành họa cục xung với thìn hình mùi hại dậu phá mùi và tuyệt thìn vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi bính thìn, giáp thìn, bính thân, bính dần và bính tuất. tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ sửu, quý sửu, tân mão, tân dậu. và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt giải tốt mọi việc, sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc nhất là cưới hỏi, sao thanh long hoàng đạo tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao tiểu hao, sáu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao nguyệt hư, hay còn gọi là sao nguyệt sát, sáu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao băng tiêu ngọa hãm, sáu mọi việc, sao hà khôi, sáu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao sát chủ, sáu mọi việc, sao quỷ khóc, sáu đối với tế tử, an táng sau cậu giáo gió mọi việc nhất là khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa và đặc biệt đó, ngày 13 tháng 7 năm 2021 ngày này là ngày sát chủ thiêu quan niệm dân gian ngày này thuộc bách kỵ trăm sự đều kỵ vì vậy các bạn không nên tiến hành những công việc trọng đại trong ngày hôm nay vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam tài thần hưởng chính Tây Thiêu Khẩu Minh, hôm nay là ngày 6, ngày Bạch Hổ Túc, không nên đi xa, làm việc gì cũng không bằng lòng, rất hay bị hỏng việc. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp, thứ ba, ngày 13 tháng 7 năm 2021, mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn muốn xem từ vi tuổi Tý thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày của chính Ấn chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý đón nhận không ít tin vui về tài lộc trong ngày hôm nay. Với những cố gắng trong suốt thời gian vừa qua của bạn cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng dù nhiều tiền về túi hay là ít tiền đi chăng nữa với bạn thủ tí cũng nên trân trọng thành quả mà mình đã làm được đừng có vội tiêu xài một cách phung phí mà nên có kế hoạch quản lý về tài chính cho cụ thể tiết kiệm hay là đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn trong thời điểm này bạn tuổi tí nhé Tuy nhiên trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được như ý muốn. Với những mâu thuẫn cứ ngày một gia tăng khiến cho khoảng thời gian hai người ở bên nhau chỉ cảm thấy mệt mỏi và chán trường. Và nếu không nỗ lực để hàn gắn vết rạn nứt này, e rằng mối nhân duyên của hai bạn khó mà giữ được vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim đón tin vui về tài lộc tới tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy chuyện tình cảm có nhiều mâu thuẫn khó giải quyết tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa tiền bạc đủ đầy không cần phải lo lắng quá nhiều tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ cần phải nỗ lực để kết nối nhiều hơn với nửa kia của mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc không nên phung phí về tiền bạc công sức của mình bỏ ra và đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 38 số 52 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát Tường màu điên màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi Thìn tuổi Thân từ vi tuổi xỉu thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi xỉu cho chúng ta thấy là bạn tuổi xỉu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cái điều này làm cho bạn tuổi xỉu đang phải chịu những áp lực về tinh thần rất nặng nề với những phiền muộn của bạn bắt nguồn từ hầu hết các khía cạnh trong cuộc sống ngày hôm nay trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu những khó khăn trắc trở trong công việc khiến cho đường tiến tới thành công của bạn ngày một xa vời hơn sự tự tin thái quá dường như là rào cản để cho bạn nhận ra những điều bạn thực sự cần phải làm lúc này lại thêm trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này khiến cho những hành động của bạn thêm phần liều lĩnh và manh động hơn. Và nếu như bạn không giữ được sự cẩn trọng trong lúc này, e rằng mọi chuyện sẽ sớm muộn, sôi hỏng bỏng không mà thôi. Và ngày này với bạn tuổi Sửu đang có điểm báo xuất hành đi xa không được thuận lợi, mất của, hao tài, cầu tài không có lợi hay bị trái ý nghịch lòng về từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nhìn lại bản thân và định hướng cho tương lai từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy công việc gặp nhiều trở ngại áp lực về tinh thần nặng nề từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc dành nhiều thời gian hơn ở bên nửa kia hầm nóng tình cảm giữa hai người và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 28, số 96, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Từ vi tuổi dần, thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang có được báo hiệu bạn bước sang ngày thứ ba gặp nhiều điều kiện thuận lợi khi bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tốt phù trợ cái điều này làm cho bạn tuổi dần nhanh chóng hoàn thành được những nhiệm vụ được giao mà không hề gặp bất cứ khó khăn nào bạn nhận được những cái gật đầu hài lòng của cấp trên và lãnh đạo nữa rồi tuy nhiên với bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho bạn trở thành cái gai trong mắt của những kẻ xấu bụng tiểu nhân do thiên quan xuất hiện đưa tới sẽ tận lực xôi xét những lỗi sai của bạn rồi đưa ra những đoàn tấn công hiểm độc nhằm hạ bè bàn. bạn. Bạn dần cần phải đề phòng kể cả những người thân thiết ở bên cạnh mình ngày hôm nay nữa. Và ngày thứ ba này với bạn Tử dần, bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy, đối với những bạn đang quản độc thân, vẫn chưa thể tìm được cho mình một nửa ưng ý. Phải chăng bạn mạnh nên xem lại những tiêu chuẩn của mình đã đặt ra? Vậy thì bạn hãy nới lỏng chúng một chút và cho những vệ tinh của bạn có được cơ hội đến gần bạn trong ngày hôm nay. Về từ vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, cẩn thận kẻo lại bị kẻ tiểu nhân, niếm đá giấu tay. Từ vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, công việc được thuận lợi, xuân xịa đến không ngờ. Từ vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân, cho đối phương một cơ hội. Từ vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, tình cảm gia đình không hài hòa, khó giữ được sự in ấm từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 85, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất. Từ vi tuổi mão thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành mão tuất nhị hợp hỏa cục. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi mão đang đốn nhiều tin vui về tài lộc sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng với những khoản lợi nhuận cũng đã đổ về túi của bản mệnh. Với những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp cho bạn có được thành quả như hiện tại. Và trong ngày thứ ba này với bà tuổi mão lại đang gặp được ngày có chính quan trợ mệnh cái điều này cho thấy sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay cũng đang có được những bước tiến triển khá trịn vọng. Đối với những ai đang bước vào những cuộc thi cử hay là tuyển chọn, có được các thần may mắn ở bên, bạn sẽ vượng tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất nữa. Tuy nhiên, trong vận tình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mọc thổ bất dung. Cái điều này cũng cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn vẫn chưa đi đến hồi kết giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó mà xóa bỏ được. Bạn cần phải học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa. Về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, chuyện tình cảm chưa có dấu hiệu tiến triển. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, sự nghiệp có những bước tiến triển rõ rệt. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, tự tin vào năng lực của bản thân. Từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, tình cảm gia đình ngày một xa cách, tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, may mắn ở bên, mọi việc được suôn sẻ thuận lợi. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 56, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn, chua chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi. Cái điều này sẽ tác động không nhỏ tới vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Công việc của bạn ngày này gặp nhiều trở ngại, bạn mệnh khối giữ được bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hoặc là cấp trên. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, đang gặp ngày có tỷ kim giáng mệnh, cái điều này còn làm cho bạn tuổi Thìn dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi ở chốn công sở. Bạn cần phải tránh xa chúng trước khi mọi việc trở nên quá xấu bạn tuổi Thìn nhé. Ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này làm cho bạn mệnh cần phải quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Đặc biệt là đối với những người có tiền sự về bệnh tim mạch, thiếu máu hay là bệnh đường ruột thì càng cần phải cẩn trọng. Nếu như có phát hiện bất cứ dấu hiệu gì bất thường thì bạn cần phải nhanh chóng đi thăm khám bác sĩ để được chữa trị kịp thời tránh để tình trạng bệnh tật uh, diễn biến khó lường bạn tuổi thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, sự bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo sẽ giúp cho bạn dễ dàng nhìn ra chân tướng vấn đề. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của bản thân mình. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, công việc gặp không ít trở ngại, cần phải nỗ lực hết mình mới có thể vượt qua được. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, nếu để cho cảm xúc lấn áp, mọi công sức của bạn sẽ đổ sông đổ bể từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tránh xa những thị phi trong công việc lẫn đời sống và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 22 số 61 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu trắng quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi thân Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh Cái điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay có những tác động vô cùng là tích cực bạn tử tỵ thể hiện được thế mạnh của mình và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó và với bạn tử tỵ sự thông minh và nhạy biến của bạn trong cách giải quyết vấn đề đưa cả tập thể đi lên và ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp nữa con đường thăng tiến đang rộng mở cánh cửa để chào đón bạn nữa rồi bạn cũng cần phải nhanh tay để lấy nắm bắt lấy đi thôi ngày thứ ba này với bạn tử tỵ cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này mang đến cho bạn có được sự hòa thuận trong mối quan hệ về tình cảm ngày hôm nay. Đồng hành cùng nhau có bao nhiêu gian nan vất vả, bạn và người ấy đã có thể thấu hiểu nhau, tâm tư suy nghĩ cũng tương thông, khó cặp đôi nào sánh bằng. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, tình cảm đôi lứa ấm êm, hạnh phúc, từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, sự nhạy biến sẽ giúp cho bạn trở thành người tin phong đi trước. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, đừng có bộ lỡ thời cơ, đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, tự tin thể hiện thế mạnh của bản thân. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, đừng bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo khi sức khỏe của bạn có vấn đề. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 3 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 58, số 59, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi giàu. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi ngọ đang có được báo hiệu bạn có được một ngày may mắn khi có sự chia trợ của cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ. Vận trình công danh sự nghiệp của bạn tuổi ngọ có những bước thăng tín không ngờ. Ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp được ngày có chính ấn trợ mệnh, cho nên bản mệnh dễ dàng khẳng định được vị thế của bản thân mình, biến những nỗ lực và cố gắng của mình thành những trái ngọt tuyệt vời nhất. Bạn cũng cần phải tiếp tục phát huy sức mạnh của mình, nhanh chóng tăng tốc và về đích thành công bạn tử ngọ nhé. Còn về cái chuyện tình cảm của bạn tử ngọ trong ngày thứ ba này, cũng đang có dấu hiệu nhiều khởi sắc khi bạn đang gặp được ngày có họa thổ tương sinh như ngày hôm nay. Bạn và người ấy sau một quãng thời gian dài xa cách cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung cùng đồng lòng xây dựng cho tương lai hạnh phúc nữa rồi. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, vận trình tình cảm được thuận hòa, im ấm, tử vi tuổi bính ngọ thuộc Mạnh Thủy tìm được tiếng nói chung, vợ chồng luôn thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Từ vi tuổi mạo ngọ thuộc Mạnh Họ, vận trình công danh sự nghiệp được tăng tiến bất ngờ. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc Mạnh Thổ tiếp tục phát huy khả năng tiềm ẩn của bản thân, nhanh chóng tiến về đích. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc Mạnh Mộc luôn cẩn thận tỉnh táo trong bất cứ tình huống nào, kẻo lại bị lừa gạt. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọt trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 27 số 55 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu cam màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Dần Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là ngày này bà tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất sửu mùi cái điều này sẽ làm cho mối quan hệ của bạn với những người thân trong gia đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết bạn tuổi mùi nhớ rằng dù có bất cứ mâu thuẫn nào cũng đừng vì sự nóng giận mất thời gian mà làm ảnh hưởng tới đại cục bạn tuổi mùi nhé. Ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp hung thần là kiếp tài chiếu mệnh sẽ khiến cho không ít người e ngại với những tranh chấp về tiền bạc diễn ra xung quanh bạn Mãi chẳng tìm được ra lời giải thích. Bạn cần phải lắng nghe những lời khuyên của những người đi trước nếu không muốn mình rơi vào những bế tắc này bạn tuổi mùi nhé. Và ngày này, thiêu hải thượng làn ông, hôm nay là ngày mùng 4 âm lịch, nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Vì vậy, với bạn tuổi mùi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này trong ngày hôm nay. Thiêu khẩu minh, hôm nay cũng là ngày xấu, không thích hợp để thực hiện những công việc trọng đại hay là xuất hành đi xa. Vì vậy, nếu như có dự định những công việc trọng đại thì nên hoãn lại bạn tuổi mùi nhé. Vài từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, sức khỏe là vốn quý, không nên lơ là. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, quan hệ gia đình có sự căng thẳng hơn lúc nào. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, lắng nghe lời khuyên của những người có nhiều kinh nghiệm để tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, đau đầu vì chuyện tiền bạc, tranh chấp không có hồi kết. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, nóng giận, nhất thời có thể sẽ khiến cho căng thẳng trở nên tồi tệ hơn. Và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 14, số 64, giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành, thân tuất tương hội và đây là báo hiệu cho bạn có những may mắn và thuận lợi cứ liên tục kéo đến trong ngày hôm nay. Và quý nhân xuất hiện có thể là người ở ngay bên cạnh bạn, từng ngày theo dõi bạn, nâng bước chân cho bạn trên con đường tiến tới thành công và với bạn tuổi thân đừng có bỏ lỡ cơ hội quý giá này đến với mình bạn tuổi thân nhé còn về tình hình tài chính của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này khi có được thực thần ghé thăm cái điều này mang đến cho bạn có được nhiều tin vui với những khoản thưởng khoản hoa hồng hay là lợi nhuận liên tục báo về khiến cho bạn không hội mừng vui và bạn cũng cần phải tiếp tục duy trì về tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại tương lai của bạn sẽ được rạng ngời hơn rất nhiều trong ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, đang gặp được ngày của thổ sinh cho kim vượng, sẽ có những cơ hội gặp gỡ với nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ với bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Bạn tuổi thân, bạn cũng cần phải mở lòng và sống với con người thật của mình. Bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình trong ngày hôm nay nữa. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, quý nhân giúp cho bạn tiến gần hơn với mục tiêu của mình. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình có được sự hòa hợp. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, tiền bạc được rỗng rỉnh, không phải lo lắng gì nhiều. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, không ngủ quên trên 9 tháng, cần phải tiếp tục cố gắng từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đối với những bạn đang quản độc thân, có được cơ hội tìm được một nửa phù hợp với mình. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 51, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tí. Từ vi tuổi dậu thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu đang gặp được quý nhân tam hội xuất hiện trong ngày hôm nay sẽ giúp cho quân đường công danh sự nghiệp của bạn ngày một bằng phẳng hơn. Với những mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa và bền chắc chính là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công ở phía trước của bạn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, đối với những người đang thi cử hay là tham gia tuyển chọn lại gặp hung thần thương quan xuất hiện, có thể khiến cho vận may của bạn bị lùi dần. Với bạn tuổi Dậu, ạ phải đối mặt với những thị phi cán dọ của cuộc sống và dần trở thành một người mạnh mẽ hơn trước rất nhiều nữa. Và ngày thứ ba này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này sẽ tương trợ cho bạn rất nhiều trong lĩnh vực về tình cảm. Đối phương nhìn thấy ở bạn có được những nét hấp dẫn và tuyệt vời và đi đến quyết định bày tỏ lòng mình với bạn. Thế này thì bạn cũng sẽ cảm nhận được hạnh phúc đôi lứa sớm mà thôi. Về từ vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, không gặp được may mắn trong chuyện thi cử hay là tuyển chọn, từ vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tình cảm có được sự hài hòa, gia đình êm ấm, hạnh phúc, từ vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, con đường công danh sự nghiệp trở nên bằng phẳng hơn, từ vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, học cách đối mặt với những thị phi trong cuộc sống, từ vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, sớm cảm nhận được hạnh phúc lứa đôi và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 18 số 34 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu ánh kim màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Sửu tuổi Thìn từ vi tuổi tuất thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuất đang gặp được ngày có tỷ kim giúp sức cái điều này sẽ giúp cho bản mệnh tránh xa được những rắc rối với những tranh đấu về quyền lực liên quan tới tiền bạc tinh thần làm việc hăng hái giúp cho bạn nhanh chóng xử lý được các vấn đề phát sinh trong ngày hôm nay và ngày này với bạn tử tốt, đó, bạn có những kế hoạch, biết mình phải làm gì trong mục trong móc mục tiêu mà mình đã đặt ra. Với những bước đi tuy chậm rãi nhưng vững chắc của bạn đã giúp cho bạn rất nhiều trong thời điểm này. Ngày thứ ba này với bạn tử tốt, bạn nếu như xuất hành đi xa thì nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần hướng chính Tây. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn trong mọi công việc. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa nhanh chóng xử lý được các vấn đề phát sinh từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ cẩn trọng và suy tính cho kỹ càng trước khi hành động từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, nỗ lực hướng tới mục tiêu của bản thân, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, luôn khiêm tốn để học hỏi kinh nghiệm của người đi trước. và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 27, số 32, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường, màu cà phê, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi dần tuổi mão từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm cái điều này sẽ mang đến cho bạn có được những may mắn bất ngờ về tài lộc đó có thể là một khoản lương thưởng từ nghề phụ hoặc là có người thân tặng cho bạn về tiền bạc hay là rất có thể bạn cũng sẽ trúng thưởng nữa. Và số tiền mà bạn có được tuy là không lớn nhưng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong khoảng thời gian này. Bạn tuổi hợi, bạn cũng cần phải nhớ là hãy sử dụng chúng một cách có ích, đừng có phung phí quá tay nữa bạn tuổi hỏi nhé ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày cô Ngũ hành thổ khắc với thủy và đây là lời cảnh báo cho vận trình tình duyên của bạn sẽ phải đối diện với không ít vấn đề xảy ra với những tranh cãi mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày là điều khó có thể tránh khỏi tuy nhiên nếu như không hóa giải kịp thời e rằng chúng sẽ trồng chất lên và sớm có ngày bùng nổ rồi vỡ vụn thành ra từng mạnh nhổ ở bạn tuổi hợi nhé Vai tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, đón tin vui về tài lộc bất ngờ, Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, có những bất hòa trong mối quan hệ, gây ra những vết rạn nứt khó có thể chữa lành, Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, tình duyên bất thuận, mâu thuẫn càng ngày càng tăng lên, Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, tiền về túi phải có kế hoạch chi tiêu chua rõ ràng, đừng có phung phí quá tay, Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy đối với những bạn đang còn độc thân, chưa tìm được một nửa cho mình. Và đánh giá của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 63, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh dương, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiết like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.